Dương Vương trong Tây Du Ký 1986 qua đời. Ngày 1 tháng 5, Trang Sina đưa tin diễn viên Lưu Giang qua đời lúc 4 giờ sáng, hưởng thọ 95 tuổi. Ủy ban công tác diễn viên Trung ương Trung Quốc là nơi ra thông báo thay gia đình cố nghệ sĩ. Lưu Giang sinh năm 1925, là nghệ sĩ gạo cội của giới giải trí Hoa ngữ. Sinh thời, ông thể hiện nhiều vai diễn kinh điển như Hồ Hán Tam trong Ngôi sao đỏ lấp lánh, Diêm Vương trong Tây Du Ký. Nam diễn viên vào nghề khá muộn và chuyên đóng các vai phản diện nhưng vẫn tạo được dấu ấn cho khán giả. Đến năm 2000, khi đã 75 tuổi, ông tiếp tục đảm nhiệm vai diễn này trong Tây Du Ký phần 2, trong đó có cảnh Tôn Ngộ Không dẫm chân lên cổ Diêm Vương. Đạo diễn lo lắng cho sức khỏe của Lưu Giang, nhưng ông sẵn sàng thực hiện cảnh quay theo kịch bản mà không tìm diễn viên đóng thế. Lưu Giang từng hai lần bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tiền tuyến liệt. Nhờ phát hiện sớm, nam diễn viên được chữa trị kịp thời, từ đó ông thay đổi lối sống tích cực hơn, luôn trân trọng cuộc sống, giống như đó là ngày cuối cùng còn tồn tại. Theo eFan, Lưu Giang từng chia sẻ bí quyết sống lâu của mình là hàng ngày chăm chỉ tập dưỡng sinh, nuôi chim như một thú vui giải tỏa căng thẳng, uống trà theo thói quen. Ông cũng cho biết để có sức khỏe tốt thì không được uống rượu, hút thuốc. Nghệ sĩ gạo cội nhấn mạnh quan trọng nhất là phải giao tiếp thường xuyên với mọi người để tinh thần lạc quan, minh mẫn. Nam diễn viên có nhóm bạn thân thường xuyên trò chuyện, chia sẻ các kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe. Khi biết tin ông qua đời, nhiều khán giả đã để lại lời chia buồn trên trang Sina.